Đây là cánh tuabin thủy điện, cánh gáo đôi, trục 50. Cánh này đã cân bằng động học rồi nhé. Bạn nào mà mua mà về nhà chỉ lắp mỗi ổ vi vào, xong mà thích lắp một bên bánh đào một bên là bu li, hoặc là chạy trực tiếp vừa có cột áp cao ấy, để nó đạt được vòng tua thì lắp trực tiếp cũng được. Nếu mà độ cao mà thấp nước nhiều ấy thì chạy qua bánh đào với lại bu li. Đây, trục này là trục 50. Đấy, này là trục 42. Đây là trục 42. Đấy, đây là trục 42. Đây là cốt trong này là 60. Đấy, cánh này là cánh cánh bằng thép, đúc thép. Và cánh này là rộng là 10 cm, 10 mm.